Sa Bình Phương Oanh hạnh phúc viên mãn khi chào đón cặp song sinh. Ninh Dư Lan Ngọc liên tục cập nhật hình ảnh ở Úc. Trong khi đó, Hương Tràm hồi đáp tin đồn sinh con, nếu là sự thật sẽ sẵn sàng chia sẻ. Bất ngờ lý do Hoài Lâm không đi hát thời gian qua. Đại cảnh thót tim nhất là mặt bảy khiến hàng triệu khán giả khóc hết nước mắt. TCBiz nổi bật, Dương Mịch bị người trong nghề phán xét, búp bê cổ trang gây bá mạng xã hội xứ Trung được phong thần. Phùng Thiệu Phong bất ngờ nhắn gửi để đặc biệt tới Triệu Lê Dĩnh. Xin chào là Hồng Ngọc đây và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Sắp bình Phương Anh hạnh phúc phiên mãn khi chào đón cặp song sinh mới đây thì nữ diễn viên Phương Anh đã đăng tải hình ảnh bên hai nhóc tỳ mới chào đời lên trang cá nhân, đính kèm dòng trạng thái Jimmy and Jenny, c hai thế giới ạ. À. Vậy là mẹ con mình đã hoàn thành xuất sắc trạng đầu tiên. Cảm ơn hai con yêu đã luôn hợp tác để mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy ý nghĩa. Hành trình sắp tới còn rất dài, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha. Trong khi đó, ông xã cô là xác Nguyễn Thừa Bình đã quấn quéo chẳng thể nói nên lời, chỉ biết liên tục cảm thán niềm sung sướng hạnh phúc khi mà được ôm cặp song sinh đủ nếp đủ tẻ vào lòng. Bạn bè đồng nghiệp và và netizen thì gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cặp đôi. Hơn cả là trải qua bao nhiêu sóng gió thì họ đã có một cái kết viên mãn bên nhau. Ibis cũng xin được gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ của nữ diễn viên Phương Anh và xác Nguyễn Hòa Bình. Ninh Dương Lan Ngọc liên tục cập nhật hình ảnh ở Úc. Như Ibis đã chia sẻ trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc vừa qua đã chính thức đáp chuyến bay tới Úc để thực hiện chương trình học tập kéo dài vài tháng. À, vừa đặt chân tới xứ người thì Ngọc Nữ làng giải trí đã liên tục cập nhật hình ảnh liên quan đến cuộc sống tại đây. À, mới nhất, thành viên nhóm nhạc mới thành lập Lunas đã có màn khám phá ẩm thực Việt tại Úc. Theo đó, mỹ nhân Việt ăn vận đơn giản cùng người quen đi ăn cơm gà Hội An. Qua hình ảnh mới nhất này, có thể là thần sắc của Ngọc Nữ rất là tươi tắn, tràn đầy sức sống. Đặc biệt thì Lan Ngọc còn khéo tạo dáng, khoe chọn sắc vóc nuột nà để ngầm tiếp tục phủ nhận nghi vấn xa nước ngoài ở ẩn sinh con vẫn còn rầm dàn quá mạng. Tuy nhiên đến thời điểm này thì Lan Ngọc vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan tới trường học hay là khóa học mà cô sẽ tham gia. Vì vậy thì khán giả vẫn đang chờ tín hiệu từ phía Ninh Dương Lan Ngọc. Hương Tràm hồi đáp tin đồn sinh con, nếu là thật sẽ sẵn sàng chia sẻ giống như Lan Ngọc ngay thời điểm vàng son của sự nghiệp sau đó thông báo đi du học Hương Tràm đã vướng bay 749 nghi vấn bí mật ra nước ngoài làm điều gì đó đại loại như là sinh con hay là lấy chồng đại gia mặc dù nhiều lần lên tiếng phủ nhận sau nhiều năm trôi qua tin đồn này vẫn chẳng thể được dập tắt trở lại Việt Nam thậm chí lộ hình yêu đương Hương Tràm vẫn bị cho là bí mật sinh con ở nước ngoài ở diễn biến mới nhất thì vào tối ngày 13 tháng 5 đêm nhạc em gái mưa của Hương Tràm đã diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 1.200 khán giả tham dự đây cũng là mini show chính thức đầu tiên của Hương Tràm tại Việt Nam sau hơn

Sau sự kiện thì Hương Tràm đã một lần nữa lên tiếng về tin đồn thất thiệt đeo đuổi mình suốt thời gian qua. Tràm ở trong ngành đủ lâu để nói với bố mẹ hay quản lý truyền thông rằng mình không có thời gian để giải thích những chuyện đàm tiếu bên ngoài. Lý do tôi rời Việt Nam là để đi du học và tìm lại bình yên. Một mình tôi bên đó mà đi giải thích thì cũng không biết mọi người có tin hay không nữa. Vậy tôi làm điều đó để làm gì? Nhưng chuyện mọi người bị dẫn theo tin đồn đó đến lúc mọi chuyện bùng lên như vậy là điều Tràm hoàn toàn không nghĩ tới. Vẫn có những nghệ sĩ muốn trân trọng và bảo vệ đứa bé của mình. Tôi thuộc tuyếp người mà nếu có niềm vui thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người, không có gì phải giấu giếm, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với Tràm. Tiếp theo đó mới là sự nghiệp. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ mới nhất của Hương Tràm? Bất ngờ lý do Hoài Lâm không đi hát thời gian qua. Sau một thời gian dài vừa qua thì khán giả không khỏi thắc mắc chuyện dừng ca hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Đến mới đây thắc mắc này dường như đã được giải đáp. À, theo đó thì Hoài Lâm đã có một buổi livestream trên trang cá nhân để giao lưu và nói chuyện với fan. À, sau đó thì giọng ca hoa nở không màu đã cho biết bản thân đang mắc bệnh viêm phế quản, ảnh hưởng đến cổ họng nên là không thể đi hát. Chia sẻ này của Hoài Lâm đã nhận được nhiều sự cảm thông từ phía người hâm mộ. Từ đây thì nhiều khán giả đã để lại lời chúc sức khỏe đến Hoài Lâm, mong rằng là anh sẽ sớm bình phục để có thể trở lại ánh đèn sân khấu. Còn bạn thì bạn có lời nhắn gửi nào tới Hoài Lâm hay không? Đại cảnh thoát tim nhất là mặt bảy khiến hàng triệu khán giả khóc hết nước mắt. Sau một thời gian ra dạp, là mặt bảy một điều ước đã nhận về vô số những phản ứng tích cực từ công chúng, đã có những khoảnh khắc vui, buồn và cả những giây phút hồi hộp, lo sợ đến giật mình. Bằng chứng là rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự yêu thích của mình đối với gia đình vợ chồng Tư Hậu, Quách Ngọc Tuyên, Tín Nguyễn Thủ Vai. À và rơi nước mắt trước phân đoạn Tư Hậu chật vật với cơn bão ngoài khơi. Theo đó thì phân cảnh tàu Tư Hậu rời cảng cá Mỹ Tân vượt biển trong bão tố trông khá là nguy hiểm. À, xong thì đoàn phim phần lớn xây dựng đại cảnh này bằng phông xanh. Từ sáng sớm ngày quay thì ekip đã chuẩn bị xe cẩu này lẫn phông xanh để phục vụ bố trí dựng bối cảnh chính cho biển cả sóng gió. Bên cạnh đó thì ekip của Lý Hải cũng chuẩn bị sẵn con tàu của nhóm Tư Hậu và nhiều thiết bị phun nước này quạt gió để thể hiện hình ảnh cơn bão giữ ngoài khơi. Đoàn phim đã gấp rút thi công chuẩn bị cả buổi sáng trước khi mặt trời lặn cũng là thời điểm cảnh phim diễn ra. Có thể bạn chưa biết đại cảnh bão trong Lầm mặt 7 được quay vào những ngày cuối năm 2023 xuyên đêm giao thừa 2024 trong bối cảnh thời tiết lạnh, đặc biệt vào buổi đêm. Thời khắc chiếc tàu của Tư Hậu ra khơi cũng là khi cả Việt Nam đón chào khoảnh khắc chào mừng năm mới đầy ý nghĩa. À, tuy nhiên thì ekip chỉ có đúng nửa phút để ăn mừng. Lý Hải còn đùa rằng hết 30 giây rồi, mau chóng trở lại làm việc tiếp tục, khiến bà xã Minh Hà bật cười. À, là một trong những nhân vật tham gia vào chuyến ra khơi sóng gió nghìn trùng trong lần vật bảy Quách Ngọc Tuyên cho biết anh đã phải ngâm nước nhiều giờ liên tục, mới 8 9 giờ tối đã bị ekip xịt nước lạnh. Từ hậu trong cảnh này có màn ngã xuống biển khi khán giả hết hồn và trên thực tế thì Quách Ngọc Tuyên phải thực hiện hai lần mới hoàn thành. Ngoài ra thì nam diễn viên còn phải phối hợp với tổ cascader để đóng những cảnh lăn lộn té ngã trong làn nước lạnh à, sao cho khi mà lên phim thì các nhân vật và cảnh quay ăn khớp với nhau tuyệt đối. Khó khăn là thế nhưng mà các Ngọc Tuyên nói riêng và cả đá gia đình lật mặt nói chung đều cố gắng hết mình nghiêm túc thực hiện các cảnh quay bất kể thời tiết, điều kiện môi trường hay là bối cảnh có khắc nghiệt, khó khăn đến đâu. Bạn nghĩ sao về đại cảnh này? Hãy bày tỏ quan điểm cảm nhận của mình để ai biết được biết nhà Dương Mịch bị người trong nghề phán xét. Trang Sohu mới đây đã đưa tin về biên kịch Uông Hải Lâm có những phát ngôn liên quan tới diễn xuất của Dương Mịch. À, theo đó, thì khi xuất hiện trên CCTV6, biên kịch này đã thẳng thắn nhận xét phong cách của Dương Mịch trong những tác phẩm gần đây có phần đơn giản, này, thiếu chiều sâu và kỹ năng cơ bản chưa thực sự nổi bật, chưa thể chạm đến cốt lõi của nhân vật. Mặc dù ghi nhận sự nỗ lực của Dương Mịch về tinh thần đạt 7-8 điểm, Uông Hải Lâm cho rằng kết quả thực tế chỉ đạt được 5 điểm mà thôi, gây tức nuối cho chính ông. Ông chấm diễn xuất của Dương Mịch trong bộ phim Lỗ Nặng không có chuyện gì mà một đôi lầu không giải quyết được. Ở mức 7 điểm và vài quan tuyết trong phim Cáp Nhĩ Tân, 1914 là 6 điểm. Tất nhiên thì những lời nhận xét này đã tạo làn sóng tranh cãi dữ dội, này có người đồng tình và cũng có người phản đối. Với những lời phản đối thì Uông Hải Lâm giải thích rằng đây là chủ đề được đài truyền hình lựa chọn và ông cùng đạo diễn đã thảo luận kỹ trước khi mà ghi hình, không hề có ý châm biếm Dương Mịch như nhiều người quy chụp. Ông cũng tiết lộ rằng khi được hỏi riêng liệu Dương Mịch có gây tranh cãi nhiều nếu chỉ tiếp tục đóng cổ trang và phim tiên hiệp hay không thì ông trả lời rằng không. Hiện chủ đề này vẫn đang nhận về nhiều bình luận từ netizen sử chung. Búp bê cổ trang gây báo mạng xã hội sử chung được phong thần. Cũng theo trang Sohu mới đây đưa tin thì nữ diễn viên Điền Hy Vi đã đăng tải loạt ảnh để chúc mừng dự án cổ trang mới của cô là Tử Dạ Quy đóng máy. Đáng nói hơn cả là loạt tạo hình đẹp mãn nhãn của Điền Hy Vi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội này với gần 20 triệu người đọc. Đa số người đều ra lời khen ngợi nhan sắc ngọt ngào là đáng yêu vừa kiêu sa của sao nữ. Cũng theo Sohu, ngay từ khi dự án bắt đầu thì tạo hình mỹ nhân đời đường của Điền Hy Vi đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả, thậm chí họ còn phong thần cho tạo hình này của Điền Hi Vi nữa nha. À, theo như Abbas tìm hiểu, thì trong từ giả quy, đến Hy Vy sẽ đóng cặp với đàn Anh Hứa Khải, nữ diễn viên vào vai tiểu thư vũ trinh của phủ dự quốc công, nàng xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa cao quý. Nhưng mà dù đã 26 tuổi vẫn chưa bàn chuyện hôn sự. Vũ Trinh sau đó được sắp xếp để thành hôn với Mai Trục Vũ, là một lang quân tính cách chính trực. Thực tế thì Vũ Trinh là yêu miêu, còn Mai Trục Vũ là một đạo sĩ chuyên trừ yêu. Ban ngày họ là đôi phu thê bình thường quấn quýt ngọt ngào, nhưng đêm đến lại cùng nhau phá án. Bạn có mong chờ dự án này của DNV hay không? Hãy để lại bình luận của mình để ai biết với nhà. Phùng Tiểu Phong bất ngờ nhắn gửi điều đặc biệt tới Triệu lễ dính. Nhân ngày của mẹ ngày 12 tháng 5, không chỉ cư dân mạng mà người nổi tiếng và các nghệ sĩ tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng chia sẻ những thông điệp về mẹ trên nền tảng mạng xã hội. Và tại Cbiz thì Phùng Tiểu Phong đã đăng tải một dòng trạng thái đơn giản chúc tất cả những người mẹ một ngày lễ vui vẻ kèm theo biểu tượng là ba trái tim và ba bông hồng. Từ chia sẻ của Phùng Thiệu Phong, đã dần cho rằng biểu tượng kia tượng trưng cho gia đình ba người gồm Phùng Thiệu Phong này, Triệu Lê Dĩnh và con trai tưởng tượng. À, điều này khiến nhiều người tin rằng sau Nam vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Tuy nhiên thì cũng có người cho rằng chồng cũ Triệu Lê Dĩnh đơn giản là gửi lời chúc chung chung mà thôi. À, và ngày trước thì Phùng Tiểu Phong được bắt gặp đưa con trai tưởng tượng đi tham gia ngày hội thể thao do trường tổ chức Tại buổi lễ thì Phùng Tiểu Phong đã làm tốt vai trò của một người ba khi mà kiên nhẫn đồng hành chăm sóc con trai nhỏ trong suốt quá trình à, Hành động ấm áp ân cần này của Phùng Tiểu Phong đã được vô số lời khen ngợi từ công chúng Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại giải trí Ibis ngày hôm nay Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn Xin chào hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp